Xin chào các bạn, trước mặt Hoàng đây là cây đàn EOS 01C. Đây là một cây đàn Elotone của hãng Yamaha. Đàn sẽ có 3 tầng ha, tầng tay phải, tầng tay trái và tầng bát nè. Bát trước nè. Bát trước nè. Bát là tiếng organ nè, tay phải Hoàng cũng chọn tiếng organ nè. Đó, rồi Hoàng cho tiếng này thêm nó dày dày lên chút nữa nè. Tay trái coi. Hoàng thử cho các bạn nha. Rồi Hoàng đặt cái tay trái vô nha. Rồi bây giờ Hoàng sẽ cho cái phần tiết tấu trống vô nha. Cũng đổi qua cái tiếng guitar bass cho các bạn nè. 1, 2, 3, 4. Rồi, Hoàng đã thử cho các bạn qua cái cây đàn này rồi ha. Bây giờ bắt đầu Hoàng sẽ đi đến nhà thờ xóm thuốc để giao cái đàn này. Mà tình cờ lắm các bạn, khi Hoàng nghe đến nhà thờ xóm thuốc thì Hoàng mới hỏi anh Hiền xem là có phải là anh Khiêm bên đó đã gọi điện cho Hiền không? Hiền bảo đúng rồi. Mà anh Khiêm á, thì anh Khiêm đâu có biết Hoàng làm cái này đâu. Mà thiệt ra bây giờ không biết gặp lại anh Khiêm, anh em còn nhớ Hoàng không? Là Hoàng gặp anh Khiêm khoảng độ 17-18 năm về trước đó. Bởi vì anh Khiêm là anh ruột của bạn thân của Hoàng ở bên nhà thờ xóm thuốc. Thì đã khoảng 17-18 năm rồi, đâu có gặp lại anh Khiêm đâu. Không biết là bây giờ qua anh Khiêm còn nhớ Hoàng không. Thôi, mời các bạn theo chân Hoàng đến nhà thờ xóm thuốc nha. Nhà thờ xóm thuốc nằm ở trên đường Quang Trung của quận Gò Vấp. Hồi xưa Hoàng sống ở quận Gò Vấp cho nên là ngày nào cũng phải đi ngang qua cái nhà thờ xóm thuốc này hết á. Đây là trước cửa nhà thờ xóm thuốc. Rồi mình tiến vào bên trong nha. Ở phía trước thì Hoàng thấy nó cũng không có rộng lắm. Tuy nhiên là khi bước vào bên trong thì rộng thênh thang luôn các bạn. Hôm nay thì buổi sáng các anh chị đang cắm hoa trên nhà thờ này. Nhìn rất là không khí các bạn ha. Rồi chuẩn bị đặt cái đàn vào vị trí và thử thôi. Em nghĩ cây này nó lợi hơn cây kia là cái dàn dây thôi. Còn cái tiếng organ chưa chắc nó hay bằng cái 90 đâu. À. Thank you.
Bên Hoàng đang có cây đàn đẹp y chang những cái cây này nè. Nên là giáo xứ nào cần mua thì cứ liên hệ với bên Hoàng để lấy cái cây đó về. Nếu các bạn có người quen mà cần mua đàn thì nhớ ủng hộ bên Hoàng nha. Cảm ơn anh Khiêm, cảm ơn giáo xứ xóm thuốc đã mua đàn ủng hộ bên Piano Finger. Xin chào các bạn.